Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Hội phụ nữ tỉnh đẩy mạnh phong trào xây dựng nhà máy ấm tình thương. Thư viện miễn phí nơi khơi dậy niềm đam mê với sách. Nga mở rộng danh sách các nước bị cấm nhập khẩu. Mỹ bắt đầu triển khai không kích IS từ căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm giúp đỡ các hội viên nghèo có thêm kinh phí để xây dựng nhà cửa, trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã quyên góp được số tiền 5 tỷ đồng, xây dựng được 187 căn nhà mái ấm tình thương cho các hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, các cấp hội phụ nữ đã trao tặng nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Bảy, thôn Đại Tự 4, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, với số tiền 30 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp của hơn 4.000 hội viên phụ nữ huyện Yên Lạc trong thời gian qua. Cũng nhân dịp này, các cấp hội phụ nữ đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Đọn ở tổ dân phố 2, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Chồng mất, một mình chị lo cho hai con đang trong độ tuổi ăn học. Được hỗ trợ tiền xây dựng căn nhà mái ấm tình thương với chị là một điều vô cùng quý giá. Trước khi là mẹ con tôi là từ năm trước đến nay là nói chung là cũng cả ông xã còn và cũng như thế là khó khăn từ trước đến nay. Thì ăn chỗ ăn không có, chỗ ở thì không. Thì đến ngày hôm nay thì là thực sự quan tâm đến mẹ con chúng tôi. Thì là tôi được gian cửa gian nhà đềm ấm, mẹ con chúng tôi đi nắng sớm về trưa có cái nhà cái cửa mà con tôi ở. Thì trước mắt là bây giờ tôi chả biết nói gì hơn cả, tôi xin cảm ơn tất cả cán bộ và phụ nữ và phường giúp quan tâm đến mẹ con chúng tôi. Được biết gia đình chị Đọn có hoàn cảnh hết sức khó khăn, phải ở nhờ nhà em trai ruột. Được sự động viên giúp đỡ của các hội viên, các cấp hội phụ nữ qua 5 tháng khởi công xây dựng, với sự giúp đỡ của gia đình và làng xóm, đến nay chị Đọn đã có ngôi nhà khang trang với diện tích 50 m². Đây là niềm động viên to lớn đối với gia đình chị nói riêng và nhiều hội viên nghèo đơn thân trên địa bàn tỉnh nói chung để ổn định cuộc sống. Nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng và ủng hộ mái ấm tình thương do Trung hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, thì trong năm 2014, các hội phụ nữ thành phố cũng đã tổ chức phát động sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố vào dịp 8 tháng 3. Thế thì từ đó cho đến nay thì toàn thành phố cũng đã vận động được gần 64 triệu đồng. Thế thì trong dịp 19 tháng 5 ngày sinh nhật Bác vừa qua thì hội phụ nữ thành phố cũng đã trích hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình hội viên Nguyễn Thị Đọng ở phường Ngô Quyền. Thế và dự kiến số tiền còn lại thì hội phụ nữ thành phố cũng đang dự kiến để hỗ trợ xây dựng một mái ấm tình thương nữa vào dịp 20 tháng 10. Với việc kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt các văn bản chỉ thị của Trung ương hội, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hội, quan tâm giúp đỡ các hội viên phụ nữ trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại các chi tổ hội gắn với việc đẩy mạnh phong trào xây dựng nhà mái ấm tình thương ngày càng hiệu quả. Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông và khai trương phòng vắt sữa sữa cho cán bộ công nhân đang nuôi con bằng sữa mẹ tại công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc đóng trên địa bàn phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Tại buổi lễ khai trương, cán bộ công nhân của công ty được tuyên truyền về những kiến thức lợi ích từ việc nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn thực hành về cách cho con bú sữa, cách vắt trữ sữa đúng quy trình, thời gian bảo quản sữa, nguồn dinh dưỡng an toàn cho sức khỏe trẻ nhỏ. Trong đợt này, công ty được Liên đoàn Lao động tỉnh đầu tư một phòng vắt và trữ sữa mẹ với trị giá khoảng 40 triệu đồng. Đây là phòng vắt sữa thứ 24 được Liên đoàn Lao động hỗ trợ lắp đặt ở các công ty trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai lắp đặt các phòng vắt trữ sữa nhằm giúp chị em công nhân sau khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ, tiết kiệm chi tiêu và yên tâm sản xuất. Với mong muốn khơi dậy niềm đam mê đọc sách, mang tri thức đến với những người ham học, ham đọc nhưng không có điều kiện đến các điểm đọc sách, tham khảo, tìm hiểu thông tin trong cuộc sống hàng ngày. Từ hiện thực đó và ước mơ từ lâu, chị Phùng Thị Hồng Trung, tổ dân phố Mậu Lâm, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng một thư viện miễn phí ngay tại nơi mình sinh sống, góp phần mang tri thức đến với mọi người dân.
Sinh ra và lớn lên tại tổ dân phố Mậu Lâm, phường Khai Quang, từ mơ ước nhỏ mong giúp mọi người dân được đọc sách, chị đã mở thư viện miễn phí ngay chính nơi mình sinh sống. Và mỗi buổi sáng thứ bảy chủ nhật hàng tuần tại nhà văn hóa tổ dân phố Mậu Lâm, nhiều người từ lớn tuổi đến trẻ nhỏ, dù điều kiện trời mưa hay trời nắng, đều đến với thư viện để tìm cho mình một quyển sách, một tờ báo, một cuốn truyện tranh để đọc. Khi mới xây dựng được sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất của chính quyền địa phương, ban đầu chỉ là một tủ đựng nhỏ với 300 cuốn sách do bản thân tự sưu tầm. Đến nay được sự hỗ trợ, ủng hộ sách của bạn bè, đồng nghiệp và thư viện tỉnh, tủ sách đã có hơn 1.000 cuốn đa dạng về thể loại, hình thức phù hợp với mọi lứa tuổi. Từ ngày cháu nó mở cái thư viện này thì tôi thấy là tuy rằng cái đầu sách nó vẫn còn ít, thế nhưng mà cũng rất nhiều những cái sách hoặc báo là bổ ích mà tôi cũng thích đọc. Thí dụ như là những cái sách về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, hoặc là những cái sách về văn học nghệ thuật, hoặc là nhiều khi tôi muốn tra cứu một số cái từ điển mà mình lâu nay mình chưa hiểu. Thư viện miễn phí phục vụ bạn đọc chủ yếu là các em thiếu nhi, học sinh trong khu phố. Dù điều kiện thời tiết nào, các em cũng được gia đình cho đến đọc sách tại thư viện. Chăm chú chọn từng quyển sách, đọc những nội dung, hình ảnh phù hợp với lứa tuổi, các em đã có được một sân chơi bổ ích vào mỗi dịp cuối tuần. Cháu rất thích đọc sách. Cứ cuối tuần khi thư viện mở, cháu đến đây cùng hai bạn học để đọc sách. Những sách mà cháu thích đọc là truyện tranh và truyện cổ tích. Tuy mới chỉ đi vào hoạt động được một thời gian ngắn, nhưng thư viện nhỏ của chị Trung đã thu hút đông đảo người dân đến đọc sách, từ người lớn tuổi đến các em học sinh. Mỗi người một sở thích, đều lựa chọn cho mình một quyển sách yêu thích để cùng ngồi đọc, học hỏi, giải trí sau những ngày lao động học tập. Không chỉ thu hút người dân tại tổ dân phố Mậu Lâm, ngay cả những em nhỏ ở các khu phố khác cũng đến thư viện của chị Trung để đọc sách, giao lưu với bạn bè. Em rất thích đọc truyện. Mỗi lần em thích, có lúc bố mẹ em rảnh, bố mẹ em đã cho em vào thư viện để đọc truyện. Ở thư viện có rất nhiều truyện, ví dụ như truyện Doraemon, Shin, Conan và những truyện dân gian màu sắc và những truyện cười dân gian khác. Sách vốn là một kho tàng kiến thức rộng lớn. Khi đọc sách, mỗi người học được sự quan tâm, chia sẻ, tình cảm trong cuộc sống hàng ngày. Thư viện dù còn gặp phải một số khó khăn, nhưng với lòng đam mê, sở thích và mong muốn nhân rộng, khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho mọi người, chị Trung đã có những chia sẻ tâm tư khi nói về thư viện miễn phí. Trong cái xã hội hiện nay, trong cái thời điểm bây giờ thì với mong muốn là để khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho các em và để giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội cũng như là các trò game bạo lực vô bổ đó, thì mình muốn mở thư viện để giúp các em tiếp cận với nguồn sách và sẽ thêm yêu sách nhiều hơn. Từ việc làm nhỏ, thư viện miễn phí của chị Phùng Thị Hồng Trung đã thực hiện ước mơ đem tri thức đến cho mọi người. Không chỉ có được kiến thức, sự đồng cảm, chia sẻ với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ ham đọc sách, mà thư viện miễn phí còn giúp người với người gần lại với nhau qua nhịp cầu tri thức và qua đó cũng dùng tri thức làm giàu thêm những giá trị nhân văn, gây dựng lại văn hóa đọc sách trong thời kỳ phát triển của cuộc sống hiện đại. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký ban hành chỉ thị mở rộng danh sách các nước bị Nga cấm nhập khẩu vào thị trường nước mình để đáp trả biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Theo đó, ngoài các nước thuộc Liên minh châu Âu, EU, Australia, Canada, Na Uy và Mỹ, Nga sẽ đóng cửa biên giới của mình với một số hàng nông sản của Albania, Montenegro, Iceland và Liechtenstein. Còn Ukraine tuy chưa bị áp lệnh cấm ngay, nhưng Thủ tướng Medvedev tuyên bố Moscow sẽ áp dụng lệnh cấm hàng nhập khẩu từ Ukraine ngay khi nước này triển khai nội dung kinh tế trong thỏa thuận liên kết được Kiev ký với EU từ tháng 6 năm 2014. Ông Medvedev nhắc lại rằng Moscow đã đưa ra thời hạn đến mùng 1 tháng 1 năm 2016 để Kiev giải quyết tất cả những vấn đề quản lý kinh tế. Đến thời hạn đó, nếu hai bên không thể thỏa thuận được, Moscow sẽ áp dụng những quy định thương mại bình thường thay vì ưu đãi như hiện nay, đồng thời sẽ bị cấm xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Nga. Lầu Năm Góc thông báo Mỹ đã bắt đầu triển khai các cuộc không kích chống nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng
bằng việc sử dụng các máy bay có người lái được điều động từ một căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Edessa Smith cho biết Mỹ đã bắt đầu triển khai các sứ mệnh chống IS bằng máy bay có người lái từ căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc oanh kích đã được tiến hành. Trước đó, Liên minh châu Âu do Mỹ đứng đầu đã ném bom nhóm thánh chiến này bằng các máy bay không người lái được phát động từ Thổ Nhĩ Kỳ, với các máy bay bay từ các hàng không mẫu hạm và các căn cứ khác trong khu vực. Trong khi đó, một người phát ngôn của quân đội Mỹ đã xác nhận rằng các cuộc oanh kích được phát động từ Incirlik đã nhắm mục tiêu vào nhóm IS ở Syria. Mỹ đang lãnh đạo một liên minh các nước phương Tây và Ả Rập triển khai các cuộc không kích chống các thế sống IS tại vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đóng ở Syria và Iraq. Kết quả thăm dò dư luận do hãng Ipsos công bố tại thủ đô Ottawa của Canada cho biết, ba chính đảng của nước này giành được sự ủng hộ tương đối đồng đều của các cử tri ngay khi chiến dịch tranh cử Quốc hội năm 2015 được khởi động. Đây là chiến dịch vận động tranh cử dài hơi nhất tại Canada kể từ năm 1872. Ipsos cho biết đảng Tân Dân Chủ NDP của ông Thomas Mulcair giành ảnh hưởng lớn nhất với 33% số cử tri ủng hộ. Bám sát đảng NDP là đảng bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper với 31%. Đảng Tự do của ông Justin Trudeau đứng vị trí thứ 3 với 28% số cử tri ủng hộ. Kết quả thăm dò dư luận cũng cho biết cứ 10 cử tri được hỏi thì có một cử tri cho biết họ vẫn chưa quyết định bầu chọn cho đảng nào trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 10 tới, trong khi 4% số người được hỏi cho rằng họ sẽ không tham gia bỏ phiếu. Cuộc thăm dò dư luận do hãng Ipsos tiến hành khảo sát với 2.022 người Canada từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8, trước thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử 2 tháng và ngay sau khi các chính đảng chính thức bước vào chiến dịch bầu cử. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã quyết định đặc xá cho 6.527 người, trong đó có một doanh nhân cấp cao nhân kỷ niệm 70 năm ngày độc lập ở nước này. Phát biểu tại một cuộc họp nội các, bà Park cho biết quyết định đặc xá trên góp phần tăng cường tinh thần hòa giải dân tộc và đem lại sức sống mới cho nền kinh tế cũng như khích lệ tinh thần người dân. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, hàng chục doanh nhân từng vi phạm pháp luật được hưởng đặc xá lần này để có cơ hội đóng góp cho đất nước, giúp thúc đẩy nền kinh tế. Trong số đó có chủ tịch của tập đoàn lớn thứ ba Hàn Quốc SK Jae-tae-won bị kết án 48 tháng tù giam vì rút 46,5 tỷ won tương đương 43,6 triệu đô la Mỹ từ hai công ty con của tập đoàn SK và đầu tư khoản tiền này với mục đích cá nhân hồi năm 2008. Đợt đặc xá là một phần trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản. Reuters đưa tin ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha xác nhận sắp tiến hành cải tổ nội các, đồng thời sẽ thay đổi một số bộ trưởng và bổ nhiệm người bên ngoài vào các vị trí này. Phát biểu với các phóng viên, ông Prayut tuyên bố, tôi sẽ thay đổi các bộ trưởng cho phù hợp, sẽ có những người bên ngoài vào nội các và một số người sẽ phải ra đi. Ông Prayut cầm đầu cuộc đảo chính hồi tháng 5 năm 2014 trên cương vị tư lệnh lục quân Thái Lan, sau nhiều tháng nổ ra các cuộc biểu tình đường phố. Ông được quốc hội với đa số là người của quân đội và cảnh sát bổ nhiệm làm thủ tướng vào tháng 8 năm 2014. Kể từ đó, ông điều hành đất nước mà hầu như không vấp phải sự phản đối nào, ngoại trừ một số cuộc biểu tình lẻ tẻ. Tuy nhiên, ông lại phải chịu sức ép gia tăng do nền kinh tế suy giảm của Thái Lan. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.